Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm clip để chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta có thể là tháo rời cái lưới này. Là trước mặt mình là cái lưới B40 nhé. Thì cái lưới B40 này áp dụng là cho chúng ta là hay dùng để đan các cái hàng rào này, hoặc là chúng ta căng chuồng gà chuồng vịt. Hoặc chúng ta căng hàng rào. Thì đối với những anh em thợ mà biết rồi thì mình không nói. Đâu là những người thợ mới chưa biết. Nếu các bạn không biết, các bạn dùng máy cắt này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách chúng ta tháo. Không phải dùng đến máy cắt, mà chúng ta tháo rất là dễ. Chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Cái lưới B40 này thì họ đan lên nhé. Thì các cái thanh lưới này, nó là như kiểu dây thép ấy, họ làm họ đan vào với nhau. Nhưng chúng ta hiểu được cách đan như thế nào, chúng ta sẽ tháo rất là dễ. Thì khi mà các bạn mua về, các bạn căng lên mà thừa thì các bạn sẽ tháo ra rất là dễ. Chỉ cần cầm một chiếc kìm rất đơn giản này. Đấy, các bạn tháo ở cái điểm lối này ra này. Đây là cái điểm đầu này, điểm đầu lối nhá. Các bạn sẽ cầm kìm xoắn nó ra nhé. Xoắn ở một đầu ra. Đấy, xoắn ở một đầu ra nhé. Thì các bạn sẽ căn cái ra đứng bên đầu kia của sợi dây thép đấy. Và các bạn tháo luôn cái đầu còn lại. Đấy. Các bạn sẽ căn nhé. Đúng cái sợi dây này. Sợi của nó này. Căn đến bên đầu bên kia. Đấy, chúng ta căn thẳng sang đến tận đầu bên này. Và tháo luôn cái đầu còn lại. Lấy kìm xoắn nó ra nhé. Thì thông thường là các bạn không phải trong nghề, các bạn mua về để làm hàng rào ấy, thì sẽ không có máy cắt để mà cắt. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng kìm, chúng ta vừa tháo ra rất là dễ dàng. Đấy, thì sau khi được tháo được hai đầu nhé. Tháo được hai đầu rồi. Thì các bạn sẽ cầm lấy một đầu này, bạn xoắn nhé. Đấy. Lấy đúng cân, đúng cái sợi dây mà chúng ta tháo, xoay theo chiều ngược kim đồng hồ nhé. Để cái xoắn này là tự nó ra. Cái thế là xoắn theo hướng chiều ngược chiều kim đồng hồ. Nó sẽ tự ra nha. Giờ thì chúng ta đã được hai đoạn. Đấy, còn nếu như các bạn mà muốn nó ngắn, chúng ta mua thêm, chúng ta lối vào ấy, thì chúng ta cũng làm ngược lại như thế. Đấy, thì các bạn ghép hai cái điểm này vào với nhau và lấy một cái sợi này, các bạn lại vặn theo chiều kim đồng hồ. Đấy, thì nó sẽ đan vào nhé. Nó sẽ thành một đoạn lưới liền chứ không, chúng ta không phải buộc. Nếu như ai mà không biết ấy thì sẽ lấy dây thép buộc hai cái này vào với nhau. Đấy, nhưng còn nếu mà biết làm như này, chúng ta sẽ đan thì sẽ thành một cái lưới như mới luôn. Các bạn thấy không?
Đấy, thì sau khi đan này các bạn nhìn như là một cái lưới nguyên bản thì không 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 nhìn thấy vết lối gì nhá. Nếu như chúng ta không biết đan này, chúng ta sẽ phải lấy dây thép buộc hai con đan để vào nhau thì nó sẽ xấu. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào các bạn nhé.